trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bên giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương tràn trề đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ dạy cho con từ thuở nằm nôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vuông tròn một dạ sắc son, mang trọn niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dẫn con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con với một tâm lòng. Cha ơi thương cha mấy độ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát chung. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa non, thao thức cầu mong con lớn. Oh,
Yeah.
Thank you.
nghiệp lối đường cầu Phật hướng linh đan tình tình linh tiền thiên tài của ba hiền phụ màu xa thanh tiên vốn gia đường phụng thần tu hiền phụng phụng chính thiên phụ quý sơn an thần đồ phụng hô phụng thần phụng chi lệ bảo đà tăng cầu cứu độ sự Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chúng con biết mấy cái kề từ nương sinh hữu tổ tâm đâu mà có, do vậy mà hôm nay tang gia chúng Oh,
đại thiên mà con hồ siêu tôi đến cha hữu hiệp cao cùng biết đến áo đen và ta tế đến nhậu nguyện thì mình tâm kim thì tâm ngộ thì
thì mình nhập à. Có nữ nguyện thì thuận nguyện thì thoa nguyện thì yếm à. Nguyện thì huệ nguyện thì lời nguyện thì thâm à. Tâm à. Nguyện thì tùy à. Thao tế huynh ngọc à. Bắt à. Kiếm à. Đình nghe châu nguyện rõ trăng đại kỳ. Nguyện chí dân nguyện hoa và sông ma đức nó nổi tôn nó nguyện hữu cường đức nó tôn hôn phạm thị trị đồng tâm mong hiểu quyến nam nữ đời ngoài đường chứ nhân đặng cần gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
lôi. Thank you.
Thank you.
nguyện niệm pháp danh nguyện đàn hương phương thượng độ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô liên trì hồi thượng Phật Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Thưa hương linh Phật tử, nguyên niệm pháp danh nguyên đàm cùng toàn thể bà con tăng môn hiệu quyến, sự ra đi của hương linh Phật tử pháp danh nguyên đàm là một mất mát đau thương lớn lao, không thể lấy gì bù đắp được. Vẫn biết rằng sanh tử là cõi đi về, vô thường là định luật biến chuyển. Thế nhưng trong giờ phút âm dương đôi đường cách trở này, chắc chắn trong mọi quý vị không làm sao nén nổi niềm thương tiếc vô hạn. Giờ này quỳ trước linh tiền, đối trước ngôi tam bảo, quý vị hãy vận hết lòng thành kính của mình, thành tâm hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng để có cơ hội tiếp xúc một cách sâu sắc nhất đối với hương linh, thân phụ, ông, cố của quý vị, để nhờ đó mà tiếp thêm nguồn năng lượng cho quả cố hương linh trường thừa oai lực chư Phật. Thưa hương linh Phật tử, Đức Phật dạy rằng sanh tử vô thường, đại mộng phù du huyền hóa, sắc tánh là chân như trạm tịch, nhưng sắc thân này là già huyền tinh cha và huyết mẹ, mượn tứ đài đất nước gió lửa để làm thân, nên không ai tránh khỏi cái khổ lụy của hình hài. Vì vậy mà vô thường già bệnh không hẹn mà đến, sớm còn tối mất, một sát na đã chuyển qua đời sau. Kinh Kim Cang Đức Phật cũng nói rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái gì có hình tướng thì đều là hư vọng, giả chân. Ngó lên dãy trường sơn cao trùng trùng điệp điệp, người không hiểu tưởng rằng dãy trường sơn ấy là trường tồn bất biến, nhưng nào có ngờ đâu mưa núi gió ngàn, rồi dài trường sơn ấy cũng thay hình đổi dạng. Ngó ra ngoài biển khơi nhìn nước thủy triều có khi lên khi xuống, mặt trời có mọc rồi mặt trời lặn, trăng có tàn rồi trăng khuyết, có ban ngày rồi lại có ban đêm,
Nhìn những đóa hoa trên bàn thờ hương linh ngày hôm nay còn tươi cần sắc biết, nhưng ngày mai rồi cũng rạ cánh lìa cành. Mọi sự vật trên cuộc đời này đều biến thiên theo định luật thần trú hoài không. Cuộc đời của con người thì biến thiên theo định luật của sinh già bệnh chết. Sinh già bệnh chết là một chân lý, là sự thật. Dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định, ngộ được chân tánh cảm nhiên. Ngài thấy được vòng vô minh sanh tử. Ngài thấy được mọi sự vật đều do nhân duyên, chứ pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt. Ngà Phật Đại Sa Môn thường tác như thị quán. Để điều đó mà lắng lòng thác tình. Một trăm năm nay tấm tức Phật bóng trăng dòng nước cũng gần kề. Trên bầu trời có một ánh trăng, giữa trần gian có bao nhiêu dòng nước thì bấy nhiêu ánh trăng hiện xuống rõ ràng. Và tình thương yêu tiếp đồ của hương linh mà Đức Phật ở mười phương lao. Thưa quý vị, đạo Phật là đạo từ bi và đạo trí tuệ, nhưng đạo Phật cũng là đạo thì từ phóng đại hào quang, chiếu khai minh lộ bạc chư tội khổ, tiếp độ quả cố hương linh trường thừa oai lực chư Phật, siêu sanh tịnh độ. Nam mô siêu lạc đồ Bồ Tát. Nam mô siêu lạc đồ Bồ Tát. Nam mô siêu lạc đồ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa chứng minh sám chủ tang lễ đạo hiệu Thích Hiện Tình trụ trì chùa Quý Thiện cùng chư tôn thiện đức trong đạo tràng kính sư. Hôm nay chúng con có duyên sự xin cúi đầu đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa bà con cô bác nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, quý vị thông gia, quý cơ quan đoàn thể, xin quý vị hoan nghị dành chút thời gian quý báu cho chúng con. Chúng con dâng lên cho cha chúng con trước khi cha chúng con đi về cõi Phật. Kính thưa cha, chúng con biết rằng cuộc đời là vô thường, nhịp cầu sinh lý cực kỳ. Ta cái đã để tôi quay lại cái ảnh ấy. Ai cũng phải một lần đi qua. Cả cuộc đời người hơn 100 năm, nhưng thật là ngắn ngủi như hạt sương ban mai, sớm còn tối mất. Thế nhưng sự ra đi của cha để lại trong lòng chúng con một khoảng trống mênh mông, một nỗi đau vô bờ bến. Cha ơi, hai chị thân yêu rất thân thiết với chúng con ngày nào giờ đấy đã trở thành hai tiếng gọi thiêng liêng mà đau xẻ gọi lòng chúng con. Kể từ đây đến mãi mãi về sau, chúng con không còn cha nữa. Chúng con quỳ trước linh sàng nghi ngục khỏi hương, xung quanh con trai con gái dâu rể cháu chắc đầy đủ, anh chị em nội ngoại, quý vị thông gia thân hữu xóm làng người xa. Thế nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng cha đâu. Cha ơi, chúng con thật sự biết rằng từ đây không còn cha nữa. Nhà xưa còn đó, cảnh phục còn đây, nhưng cha lại bỗng hóa thân thành người thiên cổ. Ôi đau xót biết bao, một lúc đi đâu xa về không được gọi hai chị cha ơi thân yêu.
cha đi rồi chúng con như mất cả bầu trời, phần trăng cha hiện lành từ đây không còn sáng nữa. Thật đúng vậy câu, còn cha gọt đỏ như son, một mai cha mất gọt con lắm buồn, lắm buồn chắc ngại cha ơi, lắm lên cuộc đời thật khổ thân con. Cha ơi, mấy tháng trước con gạt lệ phân ly chuyện mẹ về cõi tình, cứ ngờ rằng cha còn ở mà bên con một thời gian nữa. Nhưng nào đâu con vị vô thượng kia không hẹn mà đến cướp mất người cha thân thương của chúng con ngày nào. Nhưng thưa cha hãy yên tâm mà ra đi, dù rằng tình hài của cha không còn bên cạnh chúng con nữa, nhưng dòng máu của cha vẫn lưu chảy trong huyệt mạch của chúng con, có nghĩa là cha vẫn tồn tại mãi trong lòng của chúng con. Trước linh cữu của cha, chúng con nguyện sống thật tốt, làm tròn bổn phận người con hiệu đạo, để đáp đền ơn diện dục của lao trong muôn một. Như người xưa đã từng nói, công cha thâm thầm trời cao, mấy ai đo được công lao một ngày. Cha ơi, con kính cô rằng làm sao gậy hết cung đàn tình cha. Kính thưa cha, chúng con luôn nhớ lời dạy của cha dạy, anh em phải yêu thương đùm bọc nhau, làm một người tốt, người có ích trong cuộc đời, và là một người công dân tốt trong xã hội. Thưa cha, bấy nhiêu lời không diễn tả được ân đức cao cả và tình yêu bao la của cha đối với chúng con, cũng không thể nói hết nỗi đau xót không cùng, nỗi bi thương vô hạn của chúng con. Thôi, đành lại tạ bái biệt cha. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, chúng con thay mặt tán gia hiệu quyển thành kính tri ân và đành lễ thượng tọa chứng minh sám chủ, cũng như cùng Chư Tôn Thiền Đức trong đạo tràng kinh sư đã đáp lời thỉnh cầu của gia đình chúng con để cử hành tang lễ vô cùng long trọng và trang nghiêm. Chúng con vô cùng biết ơn quý vị quan khách, bạn bè thân hữu láng giềng gần xa đã thương xót những chia buồn và phụng điểm hộ niệm. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Thiện Đức, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Chúng cầu nguyện đến toàn thể quý vị gia đạo an vui các tường, trong lúc tang gia bội rối không sao tránh khỏi xa xót. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức cùng quý vị niềm tình tha thứ bỏ qua. Nam mô Phật Nhị Tạng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Chánh Đạo Hư Lợi.
cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quỷ chư tôn thiền đức trong đạo tràng kính sư, kính thưa đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phù Mầu, kính thưa chi bộ thôn Thanh Vinh, ban điều hành thôn Thanh Vinh, kính thưa ban giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phù Mầu hai, kính thưa quý bác tộc trưởng làng Thanh Tiên, kính thưa toàn thể bà con làng Thanh Tiên, kính thưa quý bà con người ngoài, quý thân gia, quý bạn bè thân hữu gần xa, kính thưa quý cơ quan tổ chức trong và ngoài địa phương, kính thưa quan chấp lệnh của làng Thanh Tiên, kính thưa đoàn ấn công của làng Thanh Tiên, kính thưa liệt quý vị, suốt thời gian 5 ngày tổ chức tang lễ cho cha ông của chúng tôi, đến nay là ngày cuối cùng và còn một thời gian rất ngắn nữa thôi là đến giờ di quan. Trong giờ phút thiêng liêng này, con xin đại diện cho tang gia trước hết xin cúi đầu đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa chứng minh sám chủ cùng quý chư tôn thiền đức trong đạo tràng kính sư đã nhận lời thỉnh cầu của gia đình chúng con, gia hộ cho chú tôn thiền đức được pháp thể kinh an Phật sự tiên mạc. Chúng tôi kính cầu nguyện đến toàn thể liệt quý vị gia đạo được an vui cát tường. Kính thưa liệt quý vị, trong quá trình tổ chức tang lễ chắc chắn còn có nhiều thiếu sót, ngưỡng mong chư tôn đức cùng tất cả quý vị xin được niềm tình tha thứ bỏ qua. Xin trân trọng Nam Mô Phật Hiệp Bồ Tát Ma Tát. Thương đời thương đến gọt
lạy Đức Phật A Di Đà từ công thẳng quang thiết độ hướng A Hồng. A Di Đà đời người không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ vơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh đỡ chia sẻ. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con
lời cha. Bỗng một ngày khăng tang sầu heo hắt, bỗng một ngày khăng tang che giấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăng tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cuối người, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Thân phụ mãi mãi ra đi, giờ đây đã yên nghỉ nơi suối vàng an lạc. Năm tháng sẽ qua đi, cỏ sẽ mọc xanh trên mộ của thân phụ. Những đứa bé hôm nay sẽ thành người lớn, thành ông thành bà. Các con của ông sẽ thành đạt trong tương lai. Thời gian vô tình sẽ xóa đi tất cả.
Nhưng thân phụ cứ tin đi rằng các con các cháu sẽ không bao giờ quên được người cha người ông máu thịt này và tấm lòng nhân ái độ lượng này mà các con của ông thừa hưởng từ người cha sẽ được tiếp truyền cho con cháu mai sau. Và các con sẽ kể từ thế hệ này đến thế hệ khác, rồi những thế hệ sau nữa, cho các cháu các chắt của ông được biết về một người cha người ông thân yêu đã đi cùng năm tháng hết thế kỷ 20, 21, đã sống đẹp như thế và đã ra đi đẹp nhẹ nhàng thanh thản như thế. Nghĩ đến điều ấy, trong đau thương lòng các con các cháu và mọi người hôm nay bỗng thấy rạt rào an ủi, bởi vì tuy không bao giờ còn gặp lại người cha, nhưng thân phụ vẫn luôn luôn sống trong tâm hồn và nỗi nhớ của các con, đàn cháu và mọi người, bà con nội ngoại, quý vị thông gia, bạn bè thân hữu.